Chủ tịch LDP Ishiba nhấn mạnh đảng cầm quyền phải tái sinh, đồng thời nghiêm túc xem xét kết quả cuộc bầu cử khó khăn này trong bối cảnh vụ bê bối gây quỹ chính trị của LDP làm xói mòn niềm tin của công chúng. Ông Ishiba tái khẳng định cam kết tiếp tục lãnh đạo chính phủ. Kết quả bầu cử Hạ viện được công bố cho thấy liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm LDP và Đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước. Đảng Dân Chủ Lập Hiến CDPG đối lập được đánh giá là thành công lớn khi giành tới 148 ghế, tăng thêm tới 50 ghế so với 98 ghế nhiệm kỳ trước.